Ngày ấy bây giờ, nhan sắc khó nhận ra của Ánh Viên. Trên trang cá nhân, cựu vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên sinh năm 1996, Cần Thơ đã chia sẻ một video khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng, bất ngờ. Theo đó, Ánh Viên nay thay đổi phong cách thời trang với bộ đồ công sở màu đen, cô búi tóc gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng. Với hình ảnh mới của Ánh Viên, nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ, đông đảo khán giả ngợi khen sự xinh đẹp, tươi trẻ và mới mẻ của Ánh Viên. Đây cũng là lần đầu tiên khán giả thấy một Ánh Viên với ngoại hình khác biệt. Hình ảnh mới được lan truyền nhanh chóng trên các diễn đàn. Người hâm mộ để lại nhiều bình luận cho sắc vóc mới của Ánh Viên như: dù nhìn không quen nhưng thích Ánh Viên ở hiện tại, rất xinh đẹp. Ánh Viên lên đồ là khác biệt liền, cô ấy lên tích cực làm điều điệu hơn. Trước đó, khi còn thi đấu hay ở những khoảnh khắc dạy bơi đời thường, hình ảnh của Ánh Viên trong mắt mọi người là một người giản dị. Ánh Viên thường để mặt mộc với trang phục bơi làm nên thương hiệu. Thậm chí, trong những chương trình giao lưu kết nối, Ánh Viên cũng chỉ mặc áo thun, quần jean đơn giản, mặt mộc vì không trang điểm. Vì thế, chỉ cần lên đồ, Ánh Viên xinh đẹp không kém bất kỳ mỹ nhân người mẫu nào ở showbiz.